Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, thông tin về đại sứ câu lạc bộ Arsenal là Sol Campbell sẽ đến Việt Nam đã trở nên rầm rộ hơn bao giờ hết. Hôm qua, cậu danh thủ 43 tuổi đã chính thức đáp chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, trong sự chào đón nồng nhiệt của cổ động viên và truyền thông Việt Nam. Nhằm quảng bá hình ảnh câu lạc bộ Arsenal đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tối qua ngày 16 tháng 11, huyền thoại Sol Campbell đã đến sân bay Tân Sơn Nhất trong sự chào đón nồng nhiệt của các cổ động viên và truyền thông Việt Nam. Vừa bước ra sân bay, những tiếng hô vang Sol Campbell của các fan Arsenal vang lên không ngớt. Họ thay nhau xin chữ ký và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng thần tượng. Bất ngờ trước sự chào đón đầy ấm áp đó, cựu cầu thủ của Arsenal đã không giấu được cảm xúc. Xin chào Việt Nam. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được các bạn chào đón rất nồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, cho nên tôi đã tìm hiểu một số thông tin về đất nước xinh đẹp của các bạn. Và ngay lúc này, sự thân thiện của các bạn đã làm tôi rất cảm động. Nhưng em lại rất là vui, trời ơi, em sẽ được chữ ký luôn nè. Trời ơi, nhưng là mình đã mất hết. Đầu tiên gặp được huyền thoại của mình, được ôm luôn. Nói chung vui lắm. Sol Campbell sẽ ở Việt Nam 4 ngày. Tại đây, đại sứ của câu lạc bộ Arsenal sẽ tham gia rất nhiều hoạt động ý nghĩa, như trổ tài nấu các món ăn ở Việt Nam, hướng dẫn kỹ thuật đá bóng cho các cầu thủ trẻ. Ngoài ra, Sol Campbell sẽ cùng người hâm mộ theo dõi và bình luận trực tiếp trận derby London giữa Arsenal và Tottenham Hotspur vào tối thứ Bảy ngày 18 tháng 11.